có một cái chủ đề, đó là tại sao mà trẻ sinh ra có một cái kiểu hình xương cos 2. Vinalight, một nụ cười thay ngàn lời nói. Rồi, xin chào tất cả các anh chị em. Đầu quay trở lại cùng bác sĩ Nam buổi buổi trưa thứ hai hàng tuần. Và đây là cái video đầu tiên của một cái chuỗi series, những cái video nói về cái vấn đề về niềng răng sớm này, rồi các cái kiến thức cho các tất cả các cái bậc phụ huynh, các bậc cha mẹ khi mà có những đứa con ở cái lứa tuổi mà đang phát triển này. Ví dụ như là 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tuổi. Bởi vì rằng là rất nhiều các bậc phụ huynh thì khi mà đến với chúng tôi ấy, thì đều có những băn khoăn trăn trở rằng là làm sao, đến khi nào thì con của tôi có thể niềng răng được, đợi thay hết răng hay là đang giai đoạn hàm răng sữa, và hàm răng sữa thì cháu đã thay hết răng đâu, thế phải điều chỉnh cách nào, vân vân. Thế thì chính vì vậy mà để mà ấp ủ làm sao mà đưa lại kiến thức một cách phổ biến cho cộng đồng thì chúng tôi sẽ làm một cái chuỗi các cái video, các cái series, các cái video nói về các cái vấn đề về niềng răng sớm, từ cái vấn đề khoa học cơ bản về kiểu xương, kiểu hình, rồi các yếu tố về môi trường tác động như thế nào, rồi tuổi thay răng, vân 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 vân. Tức là nó có rất nhiều các cái chủ đề, thì hy vọng rằng là nó sẽ đem lại những cái kiến thức bổ ích cho tất cả mọi người. Thì trong cái buổi ngày hôm nay thì tôi sẽ làm cái video đầu tiên nói về cái vấn đề, đó là có một cái chủ đề, đó là tại sao mà trẻ sinh ra có một cái kiểu hình xương cos 2. Cos 2 là như thế nào thì tí chúng ta sẽ cùng vào để trao đổi. Thì trong quá trình này thì các anh chị đang xem cái video của tôi thì hãy giúp tôi có thể chia sẻ cái video này để kiến thức có thể đi rộng rãi cộng đồng. Nên chúng ta sẽ trao đổi một chút nữa để cho có nhiều người vào xem hơn một chút, thì chúng tôi sẽ đặt ra một cái câu đố. Ok. Rồi, xin chào Đắc Lê Thu Huyền. Rồi, xin chào. Ok, thì chúng ta sẽ chờ đợi một chút nữa đến khi mà có đủ thêm một số các cái mọi người vào thì chúng ta sẽ cùng đặt ra những câu hỏi. Tôi sẽ đố một chút, có những câu hỏi đố. Ok. Rồi, thế xin mọi người có thể là tôi sẽ chia sẻ cái màn hình của tôi. Đây, ok. Đây, to hơn. Đấy, thế thì đầu tiên chúng ta phải hiểu rằng là cái kiểu hình class 2 là gì trong cái nội dung như này. Hay là cái kiểu hình nó gọi là hàm hô đấy. Hàm hô hay là cằm thụt, vân vân. Thì như mọi người đã thấy được trên cái hình này rồi, tức là cái hình 1 ấy là bình thường, nó đúng là bình thường. Ở hình 2 thì nó gọi là móm hay là lưỡi cày, tức là cái hàm dưới này phát triển ra trước quá mức. Và cái hình số 3, tại sao tôi lại đánh số là 132 như này, để làm sao ấy, để cho mọi người tăng sự chú ý hơn. Trong cái trường hợp này thì cái hình số 3 ở giữa thì làm cái trường hợp mà cái hàm nó bị thụt. Và đây là một cái kiểu hình cũng khá là phổ biến. Và người ta cứ tưởng rằng là bị hô, tức là hàm trên nó bị hô. Nhưng mà có rất nhiều các trường hợp thì hàm dưới nó lại bị thụt. Hàm dưới nó bị thụt. Và nguyên nhân tại vì sao? Thì đa số các cái trường hợp khi mà sinh ra, đứa trẻ sinh ra thì nó có một cái dạng kiểu hình, đó là hàm thụt. Tức là cái hàm dưới nó vẫn chưa phát triển. Nó vẫn chưa phát triển kịp. Bởi vì rằng là khi mà đẻ ra xong thì nó chưa có răng. Đấy, và cái hàm dưới thì cái xương vẫn còn đang kém phát triển. Và chúng ta nhìn thấy một cái sơ đồ như thế này thì chúng ta thấy rằng là khi mà sinh ra ấy, thì cái đứa trẻ nó có dạng kiểu hình là class 2. Tức là cái hàm dưới nó bị thụt. Bị thụt. Nguyên nhân là nó vẫn chưa phát triển và nó nhỏ, có kích thước rất là nhỏ. Và trong cái quá trình khi mà cháu, đứa trẻ sinh ra, trong cái quá trình phát triển của đời sống thì nó chịu những cái tác động
bên ngoài, nó gọi là các cái yếu tố ở bên ngoài, thì nó sẽ phát triển dần dần. Nếu mà các yếu tố đó thuận lợi thì cái hàm dưới nó sẽ phát triển một cách phù hợp với cái hàm trên, và nó đưa ra một trạng thái là bình thường, tức là một khớp cắn bình thường. Và nếu mà đáp ứng quá mức thì cái hàm dưới nó có thể phải đưa ra phía trước, nó tạo ra trạng mòn. Và trong cái trường hợp mà nó không đáp ứng kịp này, tức là nó kém đáp ứng, thì dẫn đến là cái hàm dưới nó vẫn bị thụt và nó vẫn giữ nguyên một cái kiểu hình gọi là kiểu hình class 2, xương class 2. Có thể do răng hoặc do xương, nhưng mà tôi đang nói về về cơ bản rằng là cái hàm dưới nó bị thụt ra sau. Mọi người có thể nhìn thấy cái hình này ấy, thì nó sẽ rất là rõ ràng, tức là ở cái hình A ấy, thì là khi mà đứa trẻ vừa sinh ra nó hoàn toàn chưa có răng, dẫn đến là cái hàm dưới nó kém phát triển. Và từ bắt đầu từ hình B này, bắt đầu thay những cái răng sữa này, xong đến hình C này là xong bộ răng sữa, thì mọi người có thể thấy rằng là cái hàm dưới nó dần dần nó phát triển theo cái hướng đứng và ra phía trước. Và đến cái hình F, tức là mọc hết răng rồi này, thì cái hàm dưới nó sẽ thích nghi dần dần ra phía trước. Và tùy thuộc vào rất nhiều các yếu tố, bao gồm là gì, cái trình tự mọc răng có đúng hay không này, rồi các yếu tố do cơ như thế nào, yếu tố môi trường như nào, thì cái xương hàm dưới nó mới có thể phát triển được. Tôi lấy một ví dụ, nó giống như kiểu là khi mà chúng ta tập thể dục thường xuyên thì cái cơ thể nó sẽ bị cường tráng, nó sẽ được cường tráng rất là nhiều, cái cơ bắp nó sẽ phát triển. Nếu mà tập quá thì không tốt, nếu mà tập quá thì cái cơ bắp nó lại cuồn cuộn như Phạm Văn Mách, nhưng mà nếu không tập thì cái cơ nó bị teo. Thế thì cái hàm dưới cũng giống như vậy, nếu mà cái răng nó đầy đủ, có quá trình ăn nhai tốt, rồi các cái cơ nó đáp ứng tốt đối với những cái trình tự của mọc răng đúng như vậy, các cái răng nó tạo nên một cái sự khớp cắn tốt, mà sống lồng mũi tối đa tốt, các cái chức năng thực hiện tốt, thì tức là nó đủ yếu tố, đủ thì lúc đó cái xương hàm dưới nó sẽ phát triển phù hợp, nó đưa về trạng thái tiêu chuẩn. Còn ví dụ như là bây giờ ấy, răng thì bị mất, răng của các cháu bị mất rồi, các cháu lại thở miệng, thở lưỡi, vân vân, thì cái xương hàm dưới nó không được luyện tập đúng mức, tức là nó chịu những cái lực mà nó không sinh lý, thì dẫn đến là gì, nó kém phát triển và tạo nên trạng thái nó cầm, cái hàm thụt ra phía đằng sau. Còn nếu trường hợp mà quá mức, nó phát triển quá mức, thì cái hàm dưới lại đưa ra phía trước, thì cái việc mà đưa ra phía trước thì tôi sẽ làm trong một cái dung video sau. Tôi chỉ đang trong cái chủ đề ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về cái vấn đề là nguyên nhân do hàm thụt. Và ngay khi mà các cháu sinh ra thì theo cái bản chất là cái căm nó đã thụt rồi, cái hàm nó đã thụt, bởi vì nó chưa phát triển, nó chưa có răng. Nhưng mà khi có răng lên thì nó tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố để giúp cho giữ cái hàm dưới nó có thể tăng trưởng theo đúng mực. Đây là ngoài ra còn phụ thuộc vào yếu tố do cơ nữa. Đấy, tức là cái cơ bao gồm các cái cơ nhai này, các cái cơ vòng miệng, các cơ vòng miệng, các cơ phát âm, hay là lưỡi, nó phải hài hòa với nhau. Thì lúc này cái hàm dưới ấy, nó phải được phát triển theo chiều dọc và chiều ngang, rồi chiều trước sau, tức là theo ba chiều không gian một cách tiêu chuẩn được. Và cái lưỡi ấy, là một trong những cái cơ rất là quan trọng trong cái khối cơ đầu mặt này. Tôi đã làm rất nhiều các cái video nói về cái vấn đề là tư thế của lưỡi sai nó đến hậu quả như thế nào, và những cái bài tập về vấn đề về mewing, tập lưỡi ra sao để đạt được một cái sự hiệu quả cho sự phát triển của cái hệ thống cơ thần kinh. Tuy nhiên thì nếu mà cái lưỡi nó bị sai, ví dụ như chẳng hạn nó bị đẩy lưỡi này, thì nữa tôi chiếu một cái video, thì dẫn đến là nó cũng làm cho các xung đột các hệ thống cơ và làm cho cái hàm dưới nó kém phát triển, hoặc là gây cắn hở hoặc thụt. Rồi các cái về vấn đề về môi trường, ví dụ như là các cháu mà bị viêm tai mũi họng, viêm VA, thì cũng dẫn đến là các cháu nó thở miệng, và khi mà thở miệng thì cái lưỡi nó đặt nó không đúng tiêu chuẩn, và dẫn đến là nó xung đột hệ thống cơ, ép lên cái xương hàm dưới và cũng làm cho cái xương hàm dưới nó kém phát triển. Đấy, các cái vấn đề về tai mũi họng nó rất là liên quan. Tôi sẽ làm có những cái video về cái chủ đề này, và các bác sĩ trong một đội ngũ Inala sẽ làm những video. Thì chúng ta xem qua một chút là một cái trường hợp mà bị có tật đẩy lưỡi là một tật xấu, thì dẫn đến là một loạt các cái răng nó bị thưa. Đấy, rồi có thể bị hạp hàm, tí nữa thì tôi sẽ tiếp tục làm cho những cái video khác. Đây, một trường hợp mà khi mà các cháu thở miệng này, rồi có tật đẩy lưỡi, thì thông thường là lưỡi nó hay bị thụt ra sau trong một cái chu trình. Ví dụ như chẳng hạn khi ngủ thì các cháu hay bị há mở miệng chẳng hạn. Các vị phụ huynh, nhất là trong cái mùa mà ẩm thấp như thế này,
cái cháu hay bị tiệt mũi ấy, thì khi ngủ phải há miệng, bởi vì để tăng thông khí mũi bị tịt thì phải há miệng ra để làm sao các cháu thở tốt. Và khi mà há mở miệng như vậy thì vô hình chung là cái lưỡi nó cũng không tiếp xúc lên cái vòm miệng được, mà nó bị hạ thấp xuống. Khi hạ thấp xuống thì các nhóm cơ, ví dụ như là cơ hô hấp này, các cơ ức toàn trũng này, các cái cơ mà vùng cổ này, đại loại như vậy, nó sẽ kéo xuống, kéo cái hàm. Bởi vì sao cái lưỡi nó không thể neo cái hàm dưới lên trên được, thì nó sẽ kéo cái hàm dưới xuống dưới và ra sau. Và như thế thì nó sẽ nén lên khớp đùi cầu như này, cũng như là gì, cái sự phát triển của cái xương hàm dưới ấy, nó không được tốt, tức là nó bị neo ra sau, nó không thể nào mà phát triển ra trước lên trên được. Thì đấy là những cái trường hợp mà do các yếu tố cơ này, rồi yếu tố về tai mũi họng làm cho ảnh hưởng đến sự phát triển của xương hàm dưới. Thì nó có một cái hội chứng đó là khuôn mặt VA. Ví dụ như cái hình bên dưới trong cái hình này, hàm trên thì hoàn toàn bình thường, hai cái hình phía trên thì hoàn toàn bình thường, nhưng cái hàm bên dưới thì mọi người có thể thấy rằng là cái khuôn mặt nó dài này, rồi cái cằm, cái hàm dưới bị thụt ra sau này, rồi hàm nhỏ này, mặt thì hóp lại này, mắt thì trũng xuống này, mặt dài này, tai thì tai rơi, vân vân. Rồi cái xương gò má này thì bị hẹp, tức là nó bị bẹt, kém phát triển. Đấy là toàn bộ những cái dấu hiệu cơ bản của một trường hợp là do bị tật, những cái tật thở miệng, tật đẩy lưỡi, bị viêm VA, viêm tai mũi họng, gây nên cái tình trạng mà kém phát triển của các hệ thống cơ thần kinh. Và khi mà cái cơ hệ thống cơ thần kinh này nó xung đột thì nó dẫn đến cái tình trạng đó là các cái cơ, các cái xương, hệ thống xương nó bị kém phát triển. Ngày xưa thì chúng ta nghe cái câu là nước chảy đá mòn. Nước chảy đá mòn tức là thực sự cái hình thể khuôn mặt của mình ấy, nó được điêu khắc bởi hệ thống cơ. Còn cái xương thì thực ra nó chỉ là hệ thống nâng đỡ thôi, và nó vẫn chịu ảnh hưởng của các hệ thống cơ. Đây là một trường hợp mà cơ bản điển hình là cái xương nó, mặt nó dài ra do hệ thống cơ nó thay đổi. Đấy, ví dụ như đây là hai cái hình ảnh thực tế. Một người thì rất ok, tức là cái profile rất là đẹp, cái hình phía bên phải của các bạn. Còn cái hình ở bên trái thì là một trường hợp mà cái cô này tuy đã lớn rồi thì tuy nhiên thì là có một cái vấn đề về thở miệng từ nhỏ, về vấn đề về VA vân vân. Thì mọi người có thể nhìn thấy rằng là cái hàm dưới nó kém phát triển, nó thụt hẳn ra sau, và cô này thì lúc nào cũng thở miệng không khép được hai miệng vào với nhau, là do cái sự kém phát triển. Và khi mà khai thác ra thì cô có vấn đề về khớp thái dương hàm, rồi đau vai cổ gáy, lúc nào cũng cúi xuống, tức là cái cơ thể lúc nào cũng đưa cúi xuống phía trước như này. Và cái điều này thì nó ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển về thể chất. Ví dụ như là hay mệt mỏi này, rồi quá trình thông khí kém, ăn nhiều thì cũng không thể nào mà lớn lên được, tức là cái cơ thể trạng rất là gầy còm, ốm yếu, cơ bản là như vậy. Thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là tại sao ấy mà bác sĩ Nam Bùi luôn luôn có một tâm huyết để làm cái chương trình về vấn đề về niềng răng sớm, về vấn đề về các cái bài tập về loại bỏ thói quen xấu. Bởi vì thực ra chúng ta đi niềng răng, các bậc phụ huynh đi niềng răng thì vẫn chăm chăm rằng là phải đợi răng mọc hết mới niềng được, vân vân. Nhưng mà thực sự mà nói là giai đoạn niềng răng sớm ấy, nó rất quan trọng đến cái vấn đề mà điều trị các thói quen xấu. Hệ thống cơ nó sẽ được huấn luyện lại, thì từ đó nó sẽ giúp cho kích thích sự phát triển của xương hàm. Chứ thực sự ở trong có rất nhiều bậc phụ huynh đến với phòng khám chúng tôi là đến giai đoạn này chúng tôi đâu có niềng răng, đâu có gắn mắc cài lên cho con đâu, mà toàn sử dụng các cái hàm chức năng để làm sao ấy có thể định vị lại cái lưỡi này, huấn luyện lại cái lưỡi này, loại bỏ thói quen xấu này, rồi kéo cái hàm ra phía trước này, mở rộng đường thông khí này, để giúp cho định hướng cái sự phát triển, làm cân bằng lại hệ thống cơ thần kinh, và từ đó sẽ giúp cho các cái hệ thống cơ thần kinh xương nó phát triển cái hài hòa, nó ổn định. Còn sau đó thì chúng ta có thể niềng răng sau, khi mà ổn định rồi thì có thể là 14, 15 mà thậm chí đến lúc đó thì răng của cái cháu có thể tự mọc vào cái vị trí. Thì đấy là một trong những cái mà rất là hay. Đây ví dụ như cái lưỡi này là thấp, ví dụ như mọi người có thể nhìn thấy rằng là hình 1 là cái lưỡi này ok này, hình 2 này, hình 3 là bắt đầu hơi hẹp này, hình 4 và hình 5 rất là hẹp, dẫn đến là cái hàm trên nó bị hẹp ra sau. Khi mà cái lưỡi nó là thấp xuống bên dưới thì cái hàm trên nó bị hẹp, và khi cái hàm trên bị hẹp thì cái vấn đề về thông lưỡi, thông khí nó lại càng kém này, mặt nó lại bị hóp lại này, vân 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 vân. Đó là nó tóm lại là gì, khi cái lưỡi nó đặt không đúng tiêu chuẩn thì dẫn đến là gì,
cái hàm nó bị hẹp và đưa đến rất nhiều cái vấn đề, ví dụ như răng lệch lạc, hàm hẹp, rồi thở miệng lại càng thở miệng nhiều hơn. Đây là một trường hợp để lấy ở trẻ em thì gây đến cái tình trạng là gì, bị gây cắn hở, bị rồi các vấn đề khác nữa, về vấn đề VA, viêm VA thì gây tình trạng khó thở. Đấy, rồi đây mọi người có thể nhìn thấy là cái hình tích mũi xanh này, tích dấu xanh này thì ok, nhưng mà cái hình đỏ dấu thập đỏ này thì là cái trường hợp bị thụt cái hàm, thụt cái hàm. Thì về cơ bản rằng là, và chúng tôi sẽ có những bài tập về lưỡi hoặc là cái hàm chức năng. Đây là cái hàm chức năng, tôi có thể show cho mọi người xem một chút các hàm này. Cái hàm này thực ra nó vừa chỉnh răng, nhưng mà cái mục tiêu chính ấy, để loại bỏ thói quen xấu cũng như là training lại hệ thống cơ. Rồi chúng ta phải cắt những cái hệ thống phanh này đi ở giai đoạn sớm để giúp cho các con có thể là phát triển theo đúng cái bản chất của nó. Rồi, ok. Thì đây là một cái video mà bác sĩ Nam cũng bắt đầu chỉ sơ qua. Đấy, là một cái video mà có thể khơi gợi một chút các kiến thức, mà sẽ có một loạt video khác. Và chúng tôi sẽ tạo thành một cái thư mục riêng, một cái chủ đề nói về cái vấn đề về chỉnh năng tăng trưởng cho các con. Thì hy vọng rằng là các bố mẹ mà đang quan tâm, bố mẹ đang quan tâm thì hãy cố gắng là theo dõi các cái chương trình của chúng tôi. Ok, thì chúng ta đã cũng đã gần hơn 30 phút bác sĩ Nam đã chia sẻ kiến thức về các cái vấn đề tại sao mà phải niềng răng sớm này, rồi tại sao phải điều trị sớm cho con, theo dõi sớm cho con, rồi có những cái biện pháp chỉnh răng, tức là cho con đi khám sớm không phải là chỉ đơn thuần rằng là để đi niềng răng, mà chúng ta cần phải phát hiện ra những cái yếu tố nó gây tình trạng mà rối loạn, ví dụ như yếu tố môi trường, để làm sao mà có những cách điều trị cho con sớm nhất có thể để giúp cho cái quá trình phát triển của hệ thần kinh xương mặt nữa. Thì bác sĩ Nam Bùi xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi video của tôi ngày hôm nay. Thì nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ cái kiến thức này để rất nhiều người hưởng lợi hơn nữa, và các bạn hãy đặt những câu hỏi bên dưới. Nếu mà xem cái video này mà chưa được bác sĩ Nam trả lời ngay trực tiếp thì hãy đặt những câu hỏi bên dưới về tôi và đồng vụ sẽ dành thời gian để trả lời cho các bạn. Một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào trưa thứ hai tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.